cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta làm một lộ trình từ ngoài phía ngoài đường quốc lộ chỗ cầu Chắc Cà Đao nha cô chú anh chị. Mình đi đi sạn nha cô chú anh chị. Dạ. Xin mời tất cả bà con mình cùng tôi làm một lộ trình đi vào phía bên trong nha. Đây là cầu Chắc Cà Đao nha cô chú anh chị ơi. Mình xuất phát từ cầu Chắc Cà Đao này nha. Nơi đây thì ngày trước cũng là bờ kè, cũng sạt lở cho nên là bây giờ khắc phục lại rất đẹp ha cô chú anh chị ha. Bây giờ thấy sạch sẽ và thấy chắc chắn hơn. Quá khói. Nha cô chú anh chị. Đường thường thường thì Kim thấy đường liên xã thì hơi nhỏ. Dạ. Cho nên là cũng hơi chật chội một chút xíu. Vào buổi sáng nữa thì các em đến trường và bà con mình sinh hoạt đi chợ mua bán và đi làm việc thì đường sẽ đông hơn và có sự chật chội một chút xíu. Dạ. Con đường này thì Kim thấy cũng cập dọc theo một cái kênh nhỏ nhỏ như vậy nè. Cũng không biết kênh này gọi là tên gì nữa vì không phải là địa phương của mình, cho nên mình cũng không có thuộc tên của con rạch nhỏ này, con sông nhỏ này. Dạ. Kim chỉ thấy là một bên là đường, một bên là sông, nhìn thoáng mát và đẹp á. Kim ghi hình thôi chứ Kim cũng không biết là con sông nhỏ gì nha. Nơi đây thì bà con mình, ở đây là cầu Gáo Lớn nè. Ở đây thì bà con mình cũng có nhóm họp một cái chợ trộm hổm nhỏ nhỏ, chợ vùng quê chính hiệu luôn nha. Chợ vùng quê miền Tây chính hiệu luôn. Bà con mình cũng nhóm họp tạm thời. Chị ơi, cho qua chút xíu chị ơi.
không biết là cầu gì. À, còn ở đây là ấp Hòa Phú 2. À, Kim thấy chữ nào Kim đọc chữ đó nha, cả nhà đừng có rầy nha. À, vì là cũng đường cũng nhỏ đó, rồi xe cộ lưu thông thì nhiều, cho nên là khi mà mình chạy á, mình lướt qua rồi cái mình nhìn chữ không kịp á, đọc không đọc, nhìn không kịp cái thấy con chữ, đọc con chữ. Không biết hồi nãy là cầu Hai Bắc hay là cầu gì gì đó, nhưng mà nhìn thấy được chữ Hai. Còn ở đây là lò gạch nè. Kim cũng không biết là lò gạch ở đâu nữa, chắc nằm phía trong quá. Nhưng mà nơi ngoài này là để gạch nè. Huyện Châu Thành này cũng rộng lắm cả nhà. Và cũng phát triển dữ lắm. Dạ. Phát triển về kinh tế rất là nhiều à. Kim thấy huyện Châu Thành nè. Huyện Châu Thành, huyện Châu Phú nè. Huyện Phú Tân nè, mấy huyện nó phát triển khủng khiếp luôn cả nhà. Dạ, phát triển về kinh tế nhiều lắm. Dạ. Có nhiều công ty hãng xưởng cũng như là những nhà máy xây lúa bự rộng. Dạ, bà con mình kinh doanh ác chiến lắm cả nhà. Chỉ có huyện Chợ Mới thì diện tích cũng nhỏ thôi. Dạ, diện tích của huyện Chợ Mới thì cũng nhỏ và cũng không có công ty xí nghiệp gì. Chỉ có những tổ sản xuất nhỏ thôi. Chứ còn Châu Thành nè, Châu Phú nè, Phú Tân, chỗ mấy huyện này phát triển dữ lắm cả nhà ơi. Huyện Châu Thành đó thì có huyện Châu Thành. Đây là Vàm Kinh, dạ cầu Vàm Kinh. Xã Vĩnh Thành. Chợ đang ở cái đầu ta. À, cô dạo dạ. Trời ơi, hiểm quá. Như ở huyện Châu Thành. Quên, mình bắt đầu từ Châu Phú đi. Trời ơi, Trà Bà Tám mà còn quên. Như Châu Phú á, huyện Châu Phú thì có Châu Đốc đó cô chú anh chị. Có miếu bà. Dạ, miếu bà Chúa Xứ ở Châu Đốc đó. Rồi còn ở Châu Thành. Còn ở Châu Thành thì có còn ở Châu Thành thì có gì ta? Công ty. Dạ, có công khu công nghiệp Bình Hòa. Dạ, đúng rồi. Có khu công nghiệp Bình Hòa. Còn là những nơi mà có cơ sở phát triển về kinh tế như vậy, thu hút công nhân nè, rồi là nói chung là nhiều nguồn thu nhập của huyện. Dạ. Cho nên huyện phát triển lắm. Dạ. Hơn nữa thì huyện Châu Thành lại tiếp giáp với lại thành phố Long Xuyên. Dạ. Cho nên là người dân nơi đó và đất địa nơi đó rất là mắc nha. Người dân nơi đó thì cũng giàu lên rất nhiều, cũng nhờ ở gần thành phố thì mình cũng kinh doanh buôn bán dọc theo đường quốc lộ và cũng có nhiều công ty hãng xưởng. Dạ, mọc lên. Dạ vâng, cho nên là huyện Châu Thành cũng phát triển về kinh tế rất là mạnh. Còn Phú Tân, Phú Tân thì không có về kinh tế thì Kim cũng chỉ thấy có những bến đò để cho bà con mình đấu thầu, rồi cũng như là có những đình chùa hàng năm vào cúng lễ rất là lớn luôn, lớn phải nói là lớn nhất nhì của miền Tây luôn á cô chú anh chị. Những chuỗi liên kết với lại những ngày cúng đình chùa thì là những bà con mình về buôn bán. Dạ, tụ họp về nhóm họp buôn bán đôi ba ngày vào ngày cúng lễ, bán những quà lưu niệm, tất cả những đồ để bà con mình hành hương về để mua cúng lễ và mua làm quà lưu niệm. Dạ.
Phú Tân thì diện tích cũng khá là rộng, có tới mấy mấy thị trấn luôn, dạ có 2 thị trấn. Vì vậy mà Phú Tân cũng phát triển về kinh tế rất là mạnh. Còn nơi mình đang đi nè thì cũng thuộc về huyện Châu Thành, nhưng mà liên xã liên ấp thôi, dạ chứ không có ở khu trong này thì như vậy đó cả nhà. Có phía ngoài đường thì bà con mình buôn bán sầm uất lắm, dạ, và cũng nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên rất là khang trang. Hiện tại thì bà con mình cũng đang vào mùa thu hoạch lúa đó cô chú anh chị. Thì mình đi ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm thì cũng khá là nguy hiểm đó cô chú anh chị.
Kim thấy cũng có lỗ chỗ những nơi sạt lở nho nhỏ và cũng khá là nguy hiểm. Vì vậy mà Ấm Áp Miền Tây xin nhắc nhở bà con mình nha, nếu như đi lưu thông trên con đường này vào ban đêm thì phải hết sức là cẩn thận, đi nhiều về phía bên trong một chút xíu và mình đi chậm thôi nha. Bởi vì ban đêm thì cái tầm nhìn của mình hẹp đó, chỉ có phạm vi trong cái ánh đèn xe thôi, mà bên đường thì lại cỏ và có những cái chỗ sạt lở nho nhỏ xuống sông, sát đường luôn thì nguy hiểm quá. Cô chú anh chị mình cẩn thận một chút xíu nha. Kia chỉ là đồng ruộng với lại cây cối thôi, cũng có đường nhưng mà đường nhỏ lắm, chỉ là đường làng thôi chứ không có tiếp nối nối liền liên ấp liên xã như bên này. Có những cái chiếc cầu giống nó rất là cao như vậy nè. Thì cũng lần đầu tiên đi vào trong đây bởi vì mình cũng không có không biết địa danh nơi đây là đâu nữa, cũng chỉ biết những ấp những xã này thuộc huyện Châu Thành thôi. Để một lát nữa đến đâu nữa thì là Kim sẽ đọc lên cho cả nhà mình xem. Cho cả nhà thấy không, được đi rất là treo leo nè, có sự ghê quá. Đó, sát bờ sông luôn vậy là ghê quá cả nhà. Nhưng mà không có bờ kè, không có cái bờ để mà rào chắn gì đó, cho nên là cũng sợ quá. Cái này nếu như mà mình tránh xe đó, mình tránh xe thì cũng khá là nguy hiểm, bởi vì sát mí sông quá rồi á. Thì thấy bà con mình cũng đông đúc một chút rồi nè. Nhưng để Kim hỏi thăm coi đến chợ chưa.
À, chị cho hỏi thăm chị đến xã, đến chợ xã Vĩnh Thành chưa chị? À, Vĩnh Thành. Dạ, chợ, tới chợ chưa ha? Dạ chưa, còn vô trong khoảng 4 cây số. Dạ dạ em cảm ơn nha. Bên kia không nhìn thấy qua bên đây đâu cả nhà. Cầu cao quá trời luôn, ghê quá. Đây bà con mình thu hoạch lúa rồi nè, đang giác lúa.
ơi, từ nãy giờ đi một đoạn khá là dài, khá là xa rồi mà mới thấy có được chiếc ghe đang lưu thông, chiếc chẹt chứ đang chở máy cắt lúa này đi vô đồng cắt lúa này, cô chú anh chị thấy không? Đó, cái này là chiếc chẹt nha. Ở chèn ơi xa quá à. Đi nãy giờ lâu lắm luôn rồi mà chưa tới nữa nè. Còn đủ xăng đi, để không có thì không biết làm sao rồi nha. Và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.